Xin chào các anh chị nhau tư Thì bên đây trong phiên ngày hôm nay thì nhìn chung anh chị mình có thể thấy Thì có vẻ như là nếu chúng ta xét về cái cách thức vận động của thị trường trong phiên ngày hôm nay đi Thì em đánh giá là nó cũng khá là quen thuộc Tại vì trong cái nhịp này là bên này mình nó đã đánh cái kiểu này vài lần rồi Nhưng mà về bản chất thì nó cũng chỉ là một cái phiên vận động về mặt cung cầu nó rất là bình thường thôi Tại vì sao? Tại vì buổi sáng nó mở cửa với một cái gap up Đúng không mà Thậm chí là mở cửa xong nha nó còn kéo tiếp mà nó tạo ra một cái tâm lý, nó tạo ra một cái cảm giác là giống như là bị mất hàng nếu ai bán rồi là bị mất hàng chúng tôi không thể nào mua được ở những cái mức giá thấp nữa mà bây giờ nó gáp lên như vậy nó kéo lên như vậy đúng không có nhiều con kéo ba bốn phần trăm ngay từ đầu phiên sáng kéo tiếp mở hai phần trăm kéo tiếp hai phần trăm nữa rất là cao cảm giác như là bây giờ mình bán ăn cái là mất hàng không mua được giá thấp rất là nôn nóng nôn nóng mua lại mua lại bị xoay đảo rất là nhiều đố mà nhưng tới chiều thì sao quay đầu về lắp gáp về thăm chiếu hết sáng sành nhiều chưa tính cái phần xanh thêm nha quay về tham chiếu hết có nhiều con đóng cửa đỏ lè đỏ lét cái giá có 5 điểm mà giảm 7 điểm lắp luôn lắp lố xuống dưới luôn nhìn nó rất là ghê đúng không và nếu mà anh chị thấy rằng và mình trong giai đoạn này bắt đầu nó xuất hiện rất là nhiều những cái cách thức vận động như vậy gáp up lên đạp xuống gáp đao dịch lên nó liên tục như vậy mà nó không có siết chặt cái biên độ của nó chưa có hẹp lại có nghĩa là nó đang trong những cái vùng dao động với biên độ lớn và khi mà dao động với biên độ lớn như vậy thì anh chị mình phải có những cái tốc độ giao dịch nó chậm lại nó từ từ lại và quan sát thị trường nhiều hơn tại vì những cái biên giật giật giật, giật như vậy á anh chị mình cứ mua bán mua bán mua bán lỡ bán ra thì mai nó chạy tiếp rồi lại mua lại cái vòng xoáy T cộng nó sẽ bị lu 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 những, nhưng mà toàn giá cao không à. Tại vì vậy nên mà nó tăng một đoạn rồi đúng chưa khi nào nó siết chặt lại anh chị mua nó mới an toàn nó rủ xong nó chỉnh xong nó siết chặt lại nó hướng lên lại thì đó chính là những cái điểm mua tiêu chuẩn an toàn trước khi chạy và thậm chí là sau khi chạy và đi qua pha điều chỉnh tái tích lũy lại và những cái điểm hướng lên số 2, số 3 gì đấy ở phía sau thì đó chính là những cái cách anh chị mình mua những cái điểm đó đúng không tại sao gọi là tích lũy siết chặt có nghĩa là sao không được hở gáp nó hở 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 như vậy là nó bị lỏng lẻo có nghĩa là sao nếu ai lỡ bắt chúng cái gáp ấp đó anh chị bắt cái gáp đó anh chị lỗ ngay trong phiên anh chị bắt cái gáp đào anh chị lãi liền trong phiên có nghĩa là sao trong những cái biên đó t cộng thì tôi chưa biết tôi chưa biết t cộng về tôi ăn hay không nhưng mà những cái biên giật 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 giật, giật, giật hai đầu như đó là nó sinh ra lợi nhuận cho nhà đầu tư nào hơn bắt chúng có gọi là dao động lỏng lẻo khi dao động lỏng lẻo như vậy đó, tới khi mà nó không mở biên nữa mà nó siết đi ngang cái là cái ông bắt chật ở đâu đó là ông nó sẽ đi ngay chị hàng T cộng người ta về không kịp hình dung không gọi là nó tạo trên một phát là nếu mà chật chen là đi đó thành ra những cái dao động mà nó lỏng lẻo như vậy là những cái điểm mà anh chị mình phải hạn chế giao dịch và dịch nó phải chậm lại và quan sát thị trường nhiều hơn khi điểm mua mình tốt thì mình mình cứ quan sát và nắm giữ cổ phiếu nhiều hơn mình bán dần ra và tiếp tục quan sát và hạn chế tránh mua lại có thể mình sẽ bán hơi non đúng không trên thị trường rất nhiều nhiều khi u trời hay run sợ quá bán bớt xíu cũng đúng thôi bán chút lại có giờ sai làm sao bán chúng đỉnh được anh chị thì nó mới có những cái điểm chặn lại đúng không nhưng mà khi nó hút lên lại liền anh chị tuyệt đối không được đua lại à, đua lại là dính ngay đua lại mà lỡ như ăn được một lần nha lần thứ hai dính là chết chỉ có những cái điểm mà sai quay tích lũy chỉnh rồi cân bằng lại tái tích lũy nền trên cũng được nó tăng lên xong nó tái tích lũy đi ngang ở trên nhưng phải siết chặt nha chứ không phải là tái tích lũy ở trên xong rồi volume nổ đun đùng là phân phối hoặc là biên độ chân sàn lớn giống như tụi đầu tư công đó đã lỡ neo trên đó mà nó phân phối đủ là gãy ngang xuống liền và volume nó to Còn những con volume siết chặt mà ngắn mà nhỏ thì mới có đó là những cái vùng gom lại tạo ra sự chén nản người ta cảm thấy vô con này hết ăn rồi thì nó mới gọi là siết chặt đúng không tại vì sao cái biên mà nó siết vậy nè chưa tới một phần trăm thì anh chị cho anh chị bắt luôn đó. bắt giá thấp nhất luôn t 3 giờ lướt lên anh chị mình ăn cũng chả bao nhiêu đúng không thì nó siết chặt như vậy nó không sinh ra lợi nhuận luôn thì người ta mới gom lại được hàng nó mới tạo ra sự chán nạn còn nếu mà cái giật gáp giật giá, giật giá, giật lên giật xuống nhiều người ta bắt vô những cái giá đó vẫn ăn vẫn ăn như vậy là vẫn có quá trình phân phối Nên ở phía trước nó đã có một cái nhịp chạy rồi Và volume rất là to à, lưu ý ha đó là những cái cách anh chị mình lưu ý thì khi mà giao động lỏng thì tốt nhất là nên quan sát nhiều hơn là hành động anh chị ha rồi cho nên á là buổi sáng á khi mà thị trường em thấy nó mở gấp up á anh chị nhìn qua ato là anh chị thấy ngay rất nhiều con xanh đặc biệt nhất là những con trong viên 30 nó xanh rất là nhiều luôn là biết rồi nên mở gấp up rồi và đặc biệt nhất hôm nay là dòng chứng khoán tiếp tục mở những cái gáp rất là lớn anh chị ha nhưng mà về chỉ số cho anh chị nhìn là cái gáp nó không có to lắm Đây nè Tham chiếu là bao nhiêu 1069 Mở cửa là 1073 Gáp bước 4 điểm Thì nó cũng không nhiều lắm Nhỏ thôi Nhưng mà về cổ phiếu thì gáp rất to nha Chứng khoán mới sáng có nhiều con mở 2% rồi Trong phiên kéo lên 5% Gần chân Đúng không? Có những con vẫn chân Có những con bị bán cục đầu Có những con vẫn đút chân lên Rất là nói chung là sự phân hóa nó có Đúng không Nhưng lưu ý những cái dòng nào nó đã tăng rồi thì nó đang dần dần vô những cái điểm quá mua và những cái điểm sách ao sách ao xong nó sẽ kéo tiếp đó, phải sách ao một đến hai lần gì đó thì cổ phiếu nó mới gãy hẳn anh, anh chị ha, cho ra chị lô quế trên những cái vùng trên cao đó thì khi anh chị có giá vốn tốt anh chị nên cầm nắm và nắm giữ chặn lãi đồ này kia lỡ bán rồi thì cũng không nên mua lại chờ khi nào mà nó có cái cây buy in cờ linh mắt xong nó chuyển pha qua chu kỳ mới thì lúc đó anh chị mới canh lại lô ý ha, tại vì những con nó tính đầu cơ nó cao và nó có biên lợi nhuận lớn khi nó gãy một cái là lực bán tháo nó xuất hiện ngay tại vì nó chưa thôi lưu ý ha lưu ý vấn đề này rồi thành ra buổi sáng anh chị thấy là khi nó xuất hiện cả đảm bảo liền mà mình cả nhà và đây mình sau những cái việc set out kỳ vọng sẽ tiếp tục duy trì đà tăng để ép nhà đầu tư tốt lãi rồi phải quay ngược trở lại thì khi mà cái sự quay trở lại đó nó xuất hiện thì đó mới là những cái sự nguy hiểm cho thị trường ngoài ra một số những cái cổ phiếu nếu anh chị chờ anh chị phải chờ đợi những con nào có tính chất siết chặt tốt anh chị ha rồi đây nè dòng chứng mở các úp đánh tiếp nhưng mà tốt nhất là em nghĩ nên cầm tiếp thôi chứ em cũng không có mua thêm và em cũng bán bớt cái phần ở dưới rồi thì phần còn lại cũng không bán tại vì em cứ chặn lãi thôi hoặc là em cứ nhìn vào cái chen xu thế mà nó vẫn hướng lên được Đúng không ngày đỏ ngày xanh gì nó nó vẫn hướng lên nó vẫn giữ chen thì em cứ giữ thôi ha đây nè canh gia tăng lại dòng chứng nhưng mà đúng là nếu mà nó cứ mở gấp ốp kéo như vậy thì chúng ta tạm thời không cover được. Tại vì nó sẽ rất là rủi ro. Cover chúng cái gáp mà chiều tối nó đỏ Mà cái là cũng đi. Đó mà, mà khi nó sắc ao á, anh chị phải tính tới khối lượng nha. Nhiều anh chị nó ủa em vậy thôi, em mà bắt vô cái gấp cái cái điểm mà nó lắp cái gáp á. Ví dụ sáng nó mở lên vậy đúng không? Mình biết kiểu gì chiều nó cũng đỏ, anh chị bắt vô cái da đỏ đó được. Cũng được. Nhưng phải tính tới khối lượng nha. Lỡ như á phiên sắc ao á là cái phiên lắp gáp không được sàn, có nghĩa là nó vẫn tham chịu volume ở dưới không được quá to ngày mai các bạn phải có một phiên hướng lên liền ngay lập tức thì nó sẽ là phiên sát ao và những phiên sau nó vẫn sẽ tăng anh chị bắt cho cây đó anh chị đúng cũng có thể ăn được đúng không nhưng nếu như mà nó bán về tham chiếu xong bữa đó nó bán sàn luôn volume cực đại là cây đó thành cây up hết là cây đó là cây tạo đỉnh ngắn hạn luôn cái ranh giới giữa sát ao và up hết đó, nó chỉ cách nhau về khối lượng và biên độ thôi đúng không nếu nó bán về tham chiếu nó dừng volume thấp thì nó là set ao nhưng nếu nó bán cục cái đầu xuống luôn cục thẳng xuống dưới luôn nổ vô luôn bùng nổ luôn xuyên thủng chen tăng luôn là nó thành kẹp thôi rồi và khi anh chị mua vô á à, thì anh chị mua anh chị phải tính là những cái đường chân này là t cộng về t ba vậy anh chị có ăn được cái phần gia tăng đó hay không à, thì nó mới an toàn thành ra khi mà, mà trạng thái cổ phiếu nó mở gáp liên tục như vậy thì nó rất là rủi ro tại vì nếu như mình mua về á, hàng t cộng về kiểu gì mà nó sẽ dính những cái gáp mà cái gác đó nhìn thì cũng lời đó nhưng mà quan trọng là tới lúc hàng về nó đỏ lại là không lời nó lời ảo mà tại vì cái tay cổng nó đâu có đủ đâu đúng không thì nó sẽ rất là nguy hiểm ha à, nè nhịp nhưng mà lưu ý về một cái trend cổ phiếu lúc nào cũng vậy mình phải nhìn về một cái xu thế cổ phiếu tại sao những cái con ở phía dưới anh chị thấy nó đánh rất là ghê nhưng mà tại sao không vô trên lớn là không nên đánh những con bất động sản nha nó từ một cái kênh dưới lũng đáy nó đi lên lại nhưng anh chị biết khi nó đi lên lại là nó cũng vòng xuống Tại vì sao nó không tạo ra được một cái chen xu thế mới Nó vẫn là một cái chen giảm Nó chưa bứt thoát lên Nó chưa tạo ra một cái nền mới Để nó tạo ra một cái chen tăng Thì đánh những con đó thì chỉ là gì Lướt lát rồi thôi Chứ nếu mà đánh chen thì không đánh mấy con đó được Đúng không Nhưng đối với những cái cổ phiếu mà nó đã bứt được cái chen rồi Thậm chí là nó chạy lên cao được rồi Thì khi nó nó có giảm xuống đi chăng nữa Thì nó vẫn giữ được chen Thì nó vẫn tạo ra một cái chu kỳ ở phía sau Đúng không Ví dụ như anh chị nhìn nè những cái dòng một số những con dòng băng mạnh điển hình như con liên việt này đúng không liên việt hay là những cái con như là <laughs> bid những con mà trên tăng á ừ. những con đó anh chị thấy khi nào nó bứt thái được những cái đỉnh rồi nó chạy rồi ấy. cứ cho là ở trên đó, nó nó quá mua đi nó ba cây sàn đi chăng nữa thì nó vẫn là xu thế tăng thì nó sẽ chỉnh xuống nó rớt quá bán nó sẽ bật lên à, quá mua à, nó quá bán quá bán nó bật lên nó cân bằng lại nó xoay quay là nó sẽ tạo ra một cái vùng ở phía trên để nó chạy chu kỳ mới nhưng mà những con vượt đỉnh thì nó mới làm được như vậy đúng không có nghĩa là nó có chỉnh thì nó cũng là chỉnh trên đà tăng cái quan trọng là nó bị bứt thoát ngay từ đầu ở cái vùng phía dưới này nè còn nếu nó chưa bứt thoát được thì khi mà nó vòng xuống thì nó tiếp tục là gì sai quay còn những con kênh dưới thì nó tệ hơn là nó là gì giảm kênh giảm nó không được sai quay nữa hình dung ha là đối với dòng chứng khoán á đã có rất nhiều con nó đã chạy vượt đỉnh thành công rồi Thành ra về cơ bản dòng này nó đã chuyển hóa từ sideways trở thành up trend rồi Thành một cái pha up rồi Nhưng đương nhiên á, pha up này á, trong ngắn hạn nó sẽ có chỉnh Tại vì không có cổ phiếu nào lên hoài hết Nó quá mua một hồi là nó cũng xả Rồi mà nó mới gom lại ở phía trên Đúng không? Thành ra là dòng này khả năng nó đã nâng nền lên Nó đã thoát khỏi xu thế sideways Và nó mở ra những cái cơ hội về phía sau Thành ra nó luôn luôn sẽ có những cái nhịp mà sau khi mà nó tạo ra được một cái điểm quá mua rồi á nó cân bằng lại và nó chỉnh á kiểu gì phô quá cũng chỉnh thôi đúng không nó chỉnh xong thì nó sẽ có những cái nhịp phía sau để anh chị mình quan sát cái dòng này tại vì nó đã bật được cái chen của nó rồi ha à, đó nè khi dòng nào mà nó bước được chen nó sẽ bò bò đi lên trong trung hạn nhưng mà nó sẽ đi theo theo nhiều cách đi lên theo nhiều những cái dạng mẫu hình khác nhau tùy theo cái quá trình mà nó xây dựng nhưng à, khi mà nó chạy một cái nhịp mạnh rồi mà nó tạo định ngắn hạn á thì cái quá trình mà nó xoay quay lại nó cân bằng lại và nó chuyển pha và nó tạo ra những cái mẫu hình thì nó sẽ rất là lâu khoảng 1 đến 2 tháng thì nó mới xong chứ nếu mà nó uh, tăng liền thì nó vẫn là một pha tăng gọi là chạy nước rút thì nó vẫn sẽ gãy tiếp ở phía sau và nó chưa tạo thành một cái form mới hình dung ha thông thường là như vậy nó là nhịp á giống như là một cái bình xăng đổ dưới này nó gom cục dưới đây gom 2 tháng thì cái bình xăng này chạy được khoảng 20% đi. Thì khi lên tới đỉnh nó gãy xuống, đúng không? Thì nó sẽ nó sẽ phải gom lại ở một cái điểm nào đó thì nó tạo ra cái mẫu hình nào đó tùy. Đó, đó là quy, quy, tắc về kỹ thuật mà đánh con nào chẳng thế. Trừ khi nào chị chơi mấy con lốc cốc lên kèn mà mấy con kiểu uh, Benny nó dựng cây thông Noel đó thì thì mới có cái chuyện là nó không có tích lũy thôi. Còn nếu về cổ phiếu bình thường tất cả đều là tích lũy hết, nó lên. Nó chỉnh lại thì nó phải gom lại những cái vùng trên như STB nè anh chị nhìn là có phải stb không nó chạy một nhịp nó gom mỗi cục ở dưới nó đánh lên đây hết xăng rồi gom cục tiếp đúng không đây vẫn là nâng đáy nó có chỉnh 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 như trên đây thì bản chất nó vẫn là nâng đáy và nó đang xoay quay một cái biên ở đây đúng không nó vẫn quanh quanh quanh, cái vùng này à, nếu nó đạt nó chạy tiếp ví dụ vậy có phải là lên ra đây chẩn là đây xăng nhưng mà cái quá trình này có phải là một đến hai tháng không và cái quá trình dưới này cũng một đến hai tháng không đúng không, không nó, nó sẽ hình thành hình thành hình thường mà những cái con nào nó bất đỉnh thành công rồi thì nó mới có được cái này để cho chu kỳ sau đó thì dòng chứng khoán nói chung đại đa số các con đang làm được cái vấn đề này thì nó vẫn là cái cơ hội cho phía sau thôi quan trọng anh chị bắt đúng cơ hội thôi ha còn cái dịp này nó đang chạy rồi thì anh chị mình cứ để yên cho nó chạy thôi anh chị ha rồi tới cuối ngày nè vận động thì quanh đi quẩn lại vẫn là gì câu chuyện là mở các ức và chiều lắp lại được không nên, tốt nhất là gì? Buổi sáng đừng có FOMO à, Đừng có FOMO, tại vì thị trường gấp ướp rồi, thì bây giờ nó gấp ướp thì là làm sao mình biết làm gì bây giờ Gấp ướp là ATO, mà anh chị đâu có khống chế được cái ATO, anh chị đâu có phân tích được cái ATO Bây giờ nó mở ra làm sao thì mình phải dạy thôi Đúng không? Cái hai cái ATO và hai cái ATC là một trong những cái phương thức mà nó rất là mafia, tại vì mình đâu có biết làm gì được Nó mở ra làm sao thì tôi phải tuân thủ cũng vậy Thì bây giờ nó mở gấp ướp ra thì cái việc anh chị cần làm là mình tránh FOMO, đó, kiểu như thế ha còn việc lắp lại là rất là cần thiết tại vì tổ chức họ mở ra được thì họ phải lắp được anh chị ha thậm chí là lắp càng sớm thì nó sẽ càng tốt tại vì nếu mà cái gáp này mà nó hở ra nó để càng lâu ở phía sau thì nó sẽ càng là một mối nguy tiềm tàng nên tới khi mà nó tăng đủ lớn mà nó quay về nó lắp một cái gáp tuốt ở đâu phía dưới là cái biên độ rơi của nó sẽ rất là to và người ta sẽ lợi dụng cái gáp đó để nó tạo ra một cái biên đạt anh chị lưu ý thành ra lắp sớm cũng là một yếu tố tốt thôi anh chị ha Hôm nay anh chị có thể thấy áp lực bán mạnh nhất đến từ dòng nào? Dòng đầu tư công và dòng thép. Được không? Về dòng đầu tư công, chia sẻ rất là nhiều rồi. Khả năng nó đã quá mua. Được không? Và nó tích lũy lại ở trên cao nhưng khối lượng quá lớn, đúng không? KSB này. VCG này, LCG này. FCN này đó, nó có có view đúng không ạ? À? Nó nhắc trước mấy ngày thậm chí nó còn buôn lên một cây bữa nữa và hôm nay là hàng T cộng về của cái cây đó nữa cái việc mà nó bán tiếp là chuyện rất bình thường anh chị ha nguy cơ chỉnh gãy là khá cao rồi dòng thép của con nam kim là tội đồ khi nó làm cho cả cái dòng này bị ảnh hưởng con hoa sen là một con có biên đầu cơ cao nó neo cao thành ra nó cũng bị ảnh hưởng nhưng chưa biết được là ngày mai nó có rút lên hay không nếu nó rút lên thì nó vẫn giữ quanh giá 16 tính là con hoa sen là nó giữ giá 16 rất là tốt anh chị nha mặc dù là volume nó cũng hơi cao đúng là như thế nhưng mà về cơ bản rõ ràng bao nhiêu lần mình kỳ vọng nó chỉnh nhưng nó vẫn không chỉnh anh chị con hoa xe nè thành ra em đánh giá là để coi coi ngày mai nó đỡ như thế nào còn hoa phát thì bản chất nó quanh những cái nền hỗ trợ thành ra nó khá là an toàn anh chị đừng có phô mô cái nhịp mà nó kéo chạm kháng cự thôi chứ nếu mà anh chị mua tại nền thì nó vẫn vậy đúng không cái con này đi cái biên rất là an toàn anh chị ha chứ không có vấn đề gì hết rồi dòng trứng nè hôm nay đánh giá đúng không tự mở gác xong tự lắp lại chủ yếu là tạo ra một cái tâm lý là gì mua đi bán lại liên tục đó tại vì nó làm chuyện này ba lần rồi đúng không những vùng biên độ lỏng như thế này á anh chị tránh hành động giúp em có hàng giá tốt thì chị mình cứ cầm nắm rồi theo dõi thôi ha dòng chứng vẫn giữ trên tăng ok thì em kỳ vọng rằng sẽ có một cái nhịp FOMO mô nữa để nó kéo hẳn lên sau đó nó mới chỉnh mạnh để nó chuyển qua một cái pha mà tích lũy em nói nãy đó được một tới mấy tháng đó đã thì nó sẽ tạo ra những cái định hình ra những cái form mới để mình đánh cái nhịp sau nhưng kiểu gì trong ngắn hạn nó cũng phải có một cây FOMO nữa anh chị ha tại vì nó em thấy nó vẫn hướng lên nó vẫn nó mở gáp nhưng mà nó đạp lại nhưng mà bản chất nó vẫn là trên ta thì em nghĩ nó vẫn còn một nhịp nữa nha rồi còn lại các mã mà theo phong tích lũy á, thì em đánh giá là nó vẫn tích lũy trong ngày hôm nay thì thật ra nó cũng không có ảnh hưởng gì nhiều rồi vậy thì cùng xem coi cả thị trường coi thì nó có vậy không anh chị ha rồi đầu tiên vô kiếm dòng chứng khoán trước đi nè đa phần là sáng mở gáp nhiều nè không sáng mở gáp kéo lên 5% cuối cùng quay về thăm chiếu con vci này không mở gáp đạp luôn đúng không nhưng mà volume thì cũng không quá lớn thì chắc còn một nhịp cái đến nay cũng vậy nè đã sáng mở ra kéo lên vượt đỉnh u cha mạnh quay về cái lắp ráp đỏ lè nhưng cái vùng này anh chị thấy là bắt đầu volume nó lớn đó nè đúng không em nghĩ em vẫn nghĩ là có một nhịp fomo nữa em kỳ vọng là dòng chứng khoán nó còn một nhịp fomo nha còn một nhịp nữa nhưng mà cái nhịp này là nhịp tăng để bán chứ không phải là để mua hay là để kỳ vọng một cái gì cao hơn cả nha rồi shs thì chạy sau đúng không mà mấy con kia nó tăng bữa giờ rồi con này mới tăng thì nó cũng như nhau thôi về bản chất là xem xem giờ mày tăng ví dụ như mày tăng ba cây một cây bốn phần trăm ba cây 12 phần trăm thì bây giờ tao sàn Hà Nội Tao cái phạt cái 10 phần trăm liền luôn thì nó cũng xem xem đúng không ạ à? cho nên anh chị luân chuyển qua những con như thế này nè cũng chưa chắc là ngày mai nó tăng tiếp <laughs> lưu ý ha, đừng có mua vùng nổ mua bùng nổ T3 về cái đơn giản nhất thôi là cái T3 về mà nó xìu cái là thấy đỏ rồi đỏ nhẹ rồi đúng không đó HCM nè đó vượt lên cái test lại giật lên test lại đúng không Phi ngày thứ này em có nói là Phi ngày thứ năm này anh chị thấy là nó mới chỉnh cây này thôi anh chị cứ yên tâm là những phần phía sau nó có hai là nó vẫn sẽ kéo tiếp anh chị ha em kỳ vọng nhịp này vẫn còn một nhịp nữa nha nè phải ông bắt đầu xuất hiện nô đi mình mấy con rồi đấy mấy con cao 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 nhỏ nhỏ là nô đi mình hết rồi đấy ha còn một nhịp nữa còn một nhịp nữa còn một việc FOMO một cái nữa thì dòng chứng khoán nó mới chỉnh ha cho nên là anh, chị cứ mở gáp lên anh chị đua xong rồi về gáp anh chị cắt là làm mấy dòng là mệt luôn á anh chị nha mở gáp lên ờ à, bán được ok bán bớt được ok bán tị bán nó giờ sai đâu bán giá cao thì nó vẫn ok mà đúng không nó kéo lên tiếp thì chịu à, bán bớt bình thường không vấn đề gì hết bỏ túi bỏ dần dần chứ nếu mà bán ngay đỉnh thì rất là khó anh chị bán ngay đỉnh ngày mai nó kéo tiếp qua đỉnh mới biết đâu là đỉnh mà qua đây biết đâu là lại anh chị lưu ý ha ra là cứ giá cao là bán là tốt nhất nha à, giá cao đừng có mua là được đó rồi tiếp theo là dòng mà dầu khí dầu khí thì hôm nay xe quay thôi đúng không nè xe quay rất tốt dòng dầu khí sẵn sàng rồi nha à, cứ chuẩn bị cho những cái phiên sau đi anh chị nè cứ nói, nói, chung là nó đợi thị trường nó chuẩn đủ thôi là nó sẽ đánh thôi em thấy rất nhiều con nó đồng thuận với nhau rồi cả BVD là BVS là BSR là BO nè BBT nữa đa phần nó đều vô một cái form là gì tích lũy nâng nền đây nè gãy lên rủ xuống cân bằng nâng lên từ từ nè cân bằng nâng lên từ từ tạo ra một cái biên lắp gáp rồi luôn nè xoay quay lại luôn đúng không nè nó đủ các yếu tố con này thì nó không gãy nó chỉnh rất là nhiều lần nhưng nó kéo lên liền đúng không thì kỳ vọng vẫn là kỳ vọng là nổ một nhịp lên 15 thôi ở biết rồi nè lũng luôn là nâng nè lên đẩy lên tích lũy lại nè đúng không ngay kháng cự hấp thụ lại khối lượng thấp dần nè đó chờ thôi khi nào vượt hẳn những cái điểm cứ điểm quan trọng đây là những cái vùng quan trọng của dòng dầu khí anh chị nha đó cho nên dòng dầu khí vẫn là những cái dòng tích lũy rất là tốt anh chị mình nên chú ý cho dịp tiếp theo đó dòng chứng khoán á, đồng ý là những cái dòng rất là mạnh nhưng anh chị lưu ý nha mình mình phải phân định rõ là nó mạnh và nó đang quá điểm mua là chị khác nhau nha anh chị cứ nghe người ta hô dòng chứng khoán mà anh chị người, người ta hô á, là người ta mua dưới rồi còn mình nó đây mình hôn đu trên đâu mà anh chị ha nó mạnh là một chuyện nhưng cái điểm mua của anh chị mình là điểm khác chứ đừng có đi mua theo người ta kêu đây dòng này dòng mạnh mà mua cách người ta tới bốn cây tăng làm sao mà ăn được tỷ lệ ăn nó rất là dập nhiều và rất là khó đúng không ạ lưu ý thành ra những ai có hàng rồi cầm vị thế giá tốt sẽ là những người cứ ngồi đó hưởng đúng không ạ còn ở trên đó, là cứ người ta cứ chưa có hàng người ta cứ đua vô thôi lưu ý mà khi mình muốn mua ở trên cao đó, là quy tắc là gì siết chặt tái tích lũy và chuyển phong thì mới mua được sẽ có thôi đúng không nó tăng hồi nó sẽ gãy kiểu gì nó cũng có một cây tạo định gãy xuống đúng không hút lên Dịch kỳ dịch, dịch, dịch tạo hai đáy nè stb cũng vậy nè tăng hút 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 hút, 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 hút lên gãy 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 như sai quay lại tạo hai đáy ba đáy gì đó đi lên đúng không nó nó sẽ có một cái pha như thế này để chuyển anh chị ha nó sẽ có chứ làm sao mà nó tăng hoài được đúng không mà đó kiểu như thế ha cho nên là những con này bắt đầu gì mình chờ những cái điểm phô mô nhất để mình bán hết thôi chứ bây giờ mình cũng không có điểm mua như nó dòng này đâu anh chị nha rồi tiếp theo là dòng ngân hàng thì tích lũy thôi có bia đi gãy xuống nè nhưng mà gãy này đạp atc thì cũng nó cũng hơi lập lửng đúng không mà khối lượng thì cũng không quá lớn mai chắc nó kéo lên lại chắc nó nằm trong biên nè anh chị ha nó cũng chưa có gì xấu đâu ctg vẫn nằm hay nằm im acb nằm im chỗ nằm im hết đa phần nằm im ha à liên việt chỉnh cái chỉnh này thì em vẽ trước rồi gì nữa đúng không lên trên đây chỉnh là nói chung là nó cũng phù hợp chị ha nó phải chỉnh em nghĩ chỉnh ba cây như thế này xác suất ngày mai đỡ lại là cao ngày yeah, mai đỡ lại đó thì nó tạo ra một cái gì cái trên tăng ở đây nè đó đúng không nó giữ được cái trên nè nó gãy xuống rớt xuống đỡ lại xe quay up lên xe quay up lên xe quay up lên xe quay up, up lên đó chị ha tại vì volume nó không có lớn nó không có bị phô mô nhiều thành ra những con này dạng nó lên mà nó bê nó thì nó phải lên kiểu kiểu như thế này nè anh chị ha nhưng mà anh nghĩ là rơi ba cây về hỗ trợ như thế này thì mai khả năng nó sẽ hồi lại đó ha à, cứ chọn điểm đúng thôi thật ra cái con này em vẽ nó gãy từ lúc này nè mà ai ngờ đâu nó kéo thêm cây nó mới gãy chứ không, nó, mạnh hơn mình nhiều đấy chứ đúng không ạ à? mb nè vẫn tăng đúng không đạp cây này mai hồi lên liền chiều kéo lên nhưng mà nguyên một cái vùng kháng cự trên này nè thì nó gặp lại thì nó em, em, đã view từ lúc mà nó đánh cái cây này rồi anh chị thấy cái cây này so với cái giá này bằng nhau không nó dập gì một hồi nó cũng bằng nhau mà tại vì sao tại là vùng kháng cự thì nó cần thời gian để nó hấp thụ lại được không đó thành ra là cái chị này cũng rất là phù hợp thôi nó không có gì cả etb nè etb khi chúng ta bán bớt cái này rồi thì dưới này anh chị mình cứ cứ quan sát cái quá trình mà nó nâng nền thôi nếu nó tạo đủ biên anh chị tiếp tục mua gia tăng lại anh chị ha tại vì nó rất là đẹp quan trọng là điểm mua của mình nha tech nè u uh, không nghĩ rằng là nó sẽ kéo liền như vậy nha nhưng mà nó cục cái đầu như này em đánh giá mai đỏ nó kéo này hơi bị rướng tí xíu chắc mai đỏ nhẹ cả nha rồi Vietcom bao cung không tính à VB VB anh chị thấy không rõ ràng nó vẫn neo như này tốt đây nè nếu anh chị muốn mua trên cao mà bán cao hơn nó phải đánh như này nè thí dụ nó kéo lên nó phải tạo ra một cái form tích lũy nhưng cái khối lượng của nó tuyệt đối không được nổ và nó không được quyền mở khác nè so sánh đây nha cái nè nó không được mở gáp, nè mở gáp to nè, volume nè, ui trời ơi, volume nè, nè vcg nè, volume nè, lcg nè, volume nè, đó nè Volume nổ nó, búm búm búm, mới đem cả làng nó bán luôn Đây nè, tại sao giá nó nổ, tại quy tắc, giá với khối lượng phải đi đồng đều với nhau Tại sao anh vô đây có những cây, anh vô tới 13 triệu cổ phiếu mà tại sao giá anh không tăng là có nghĩa là phải có một thằng nào đó bán 13 triệu ở trên này thì nó, nó đối ứng lại cái lượng cầu thì nó mới không tăng chứ đúng không đúng không ạ chứ nếu anh chị dụ anh chị dùng một cái lực anh chị đẩy cục đá đi đúng không anh chị dùng một cái lực đi một cái lực đẩy thì đúng ra cái lực đó nó phải đẩy cục đá đi lên 5 mét nhưng cuối cùng anh chị dùng cái lực đó mà cục đá đứng im có nghĩa là bên kia phải có một thằng nào đó tác động một cái lực tương đương như vậy nó giữ cục đá lại đúng không nó, nó kẹp cứng ngắc vậy là không cho nó chạy thì cứ cổ phiếu như vậy thì ở những cái vùng trên cao tại sao volume nó, nó nổ rất đều đặn Bum, 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 mà giá không tăng tại sao không tăng mà trong khi dưới này nha chỉ với những cây volume cũng tự tự như vậy giá tăng trần 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 mà sao lên với trên cao này giá không tăng nữa mà volume nó vẫn to ngang ngửa cái bên này là phải có một thằng bán xuống không thế gọi là phân phối anh chị ha cho nên trong ngắn hạn nó sẽ gãy này nè tại sao những vùng trên này nó neo cho em volume nè u dồ lớn chưa rất là lớn luôn anh chị ha FCN nè Thấy không? Nè vẽ trước cái mũi tên nè Hôm bữa nè không? Với lại cái cây này cái cây bull lên Thì kiểu gì T3 về nó cộng thêm những người ở đu nữa Thì T3 về cắt lỗ một lượt nữa là cũng dính Đúng không Nó sẽ rất nhiều lực bán khi mà những cái cây như vậy xuất hiện Anh chị ha Thành ra khi mà nó neo trên cao Mà ít ra nó phải tích lũy như thế này nè Thì khi mà nó có một cái điểm tích cung hướng lên ở đây Thì nó mới cơ may cho anh chị mình mua được à, thì mua những cái con này khả năng nó vẫn chạy tiếp nha nhưng mà em thấy chưa nói chung là đối với bb thì em vẫn cạnh em vẫn đánh giá là gì thứ nhất là nó không có gì xấu cả và thứ hai là nó cũng chưa có gì để đẹp hết có nghĩa là nó chưa có điểm mua của mình nhưng mà xấu là rõ ràng nó không xấu nè vô cạn tích lũy rất là tốt luôn rung lắc thị trường rung lắc kệ tôi tham chiếu vậy thôi tôi chỉ vậy thôi giữ rất là ok cho thấy rõ cái lực, những cái lực đỡ giá nhưng cái quái mình chưa biết được là nó gom xong hay chưa nếu nó gom xong nó phải có cái cây tích cung để nó sẵn sàng cho cái việc ngày mai nó đánh thì anh chị mua cái cây đó nó sẽ tối ưu hóa cái thời gian nắm giữ của mình hơn đó thì em chưa thấy cái cây đó nhưng mà rõ ràng nó cũng không xấu thì mình quay sát tiếp đối với con này ha rồi <laughs> siết nè à, rất chặt chẽ trong siết là một hai phiên nữa mà cái lượng cung này nó kiệt quệ đi thì em nghĩ nó sẽ đánh tiếp ha mấy ông 31 này chắc mỏi lắm rồi ha ừ, dạ. Hôm nay á, em thấy chỉ có dòng đầu tư công là bị bán nhiều thôi Chứ thật ra là ừ. em nhìn dòng bất động sản á, nó cũng không bán nhiều ha Dòng bất động sản cũng được, cũng ok Đấy, nè không Cái B nè, gãy nè, có lượng nè Ừ. nhưng mà dòng bất động sản á chị sợ là gì biết không nè nè nà, những cái cây con nhỏ nhỏ này là bu lên cây này cây gãy chết nè gãy vui trời ơi đua trần vô một cái là dính ngay thấy không mấy con nổ sao này là ghê lắm tại vì anh em không nói về cái chuyện là à, tôi mua ở đây nổ không biết cái quan trọng là gì đây là cái xu thế đây là cổ phiếu đau chen như này mua cái gì Tức anh chị phải up lên nâng nâng đáy rồi tạo cái gì đó ở trên này và sẵn sàng vượt thì mới được chứ đúng không tất cả những cổ phiếu mà muốn tạo đáy thành công nó phải có một quá trình nâng lên tạo nền đẩy lên đẩy lên đẩy lên đẩy lên đẩy lên, đẩy lên. nó phải đảo chiều cái xu thế của nó thì nó mới được chứ nó cứ là 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 dưới đáy như này thì làm sao mà đánh đúng không anh chị thấy những con như bất động sản thì ít ra nha bất động sản á em đánh giá là gì có nhiều con á là nó đau nhưng có nhiều con nó cũng chỉ là sai quay thôi chứ mình không có chê nó tới mức mà tệ quá gì đâu Thật ra là cũng có những con sai quay, có nghĩa là sao? Nó cứ lên biên trên về biên dưới, về biên dưới lên biên trên vậy đó, có nghĩa là nó cứ nó cũng không qua được cái vùng ở trên, nhưng mà nó cũng không có giảm thủng xuống những cái vùng phía dưới. Đây nè, qua cái vùng này thì ba lần nó không qua rồi. Đúng không? Nhưng mà thủng những cái vùng biên phía dưới thì nó cũng không thủng. Thì đây gọi là sai quay, ít ra nó phải sai quay như thế này. Thì nó còn đỡ. Còn những con đó, nó chỉ có cắm đầu đi xuống mà nó cứ là 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 đi ngang và đi dọc xuống như vậy á nè yeah, nó cứ là lại mà đi xuống đi xuống đi xuống 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 xuống, xuống, xuống như vậy thì rất là xấu nha yeah. cho nên cái việc mà cho dù cái cây này nó có nổ lên đi chăng nữa nó cũng chả có cái cơ sở gì để mình mua cả anh chị ha đó cái này cái đa ba cô trần nè hả đúng không nó đánh mấy con lẻ 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 mà rồi rồi đua vô rồi t ba về lại nằm im đó nữa đúng không nó, nó, nó bị đánh, nó đánh cho cái tâm lý là anh chị mình cứ đi săn cái con nổ á nhưng mà quan trọng là gì anh chị phải săn cái con có dòng tiền và có dòng chính này kia chứ đánh nó con lặt quặt lè què ở ngoài rồi nó cũng đi ngang nữa à cái giặt cái dẻo nữa à giống như nè dg đúp này trần nó hay là kéo rất là mạnh đúng không ạ bắt đầu người ta sẽ vô nói nhiều đây nè nhưng bản chất con này là gì anh chị tạo đáy nè rơi nè rơi cắm đầu luôn con này bị dính cái điêu vậy đấy bên nào nó cắt bờ zin của nó hay sao ha rồi đi kéo lên nè ô mà những con đã dính tới điêu như này thôi dẹp không chơi vô nhà đầu tư vô mấy con lá lái lủng lá, lủng nó giết cho chứ được cái gì đâu mà đố mà nâng đáy nè nè stop bình volume 3 nè đố mà đây là stop bình volume 3 tạo hai đáy lên được con này nếu mà về kỹ thuật nha nếu mà lái đánh đúng thì tích lũy ở đây có thể nha à, thôi mà thôi bỏ cùng bị dẹp để chơi nè đổ đèo nè rất lên nhưng mà thôi con này chưa qua được xu thế xấu con trụ thì hôm nay trụ thì hôm nay em đánh giá là nó không có biên độ nhiều nha trụ thì sai quay là nhiều chứ không có biên độ lắm à chồng thép Trồng thép mình chỉ thấy nam kim rất là xấu nhưng mà về nam kim bản chất á là nó đã rủ về những cái vùng hỗ trợ cứng của nó là nó có hai tầng hỗ trợ nó lủng cái tầng này và về là cái tầng này rồi thì để coi ngày mai cái phản ứng hỗ trợ của nó với lại nó cũng rơi bốn phiên liên tục rồi thì khả năng nó hồi phục và ngày mai nó lại cao hơn anh chị ha tại nó rơi hoài rồi đúng không cái quy tắc cung cầu là vậy nó rơi hoài nó sẽ có hồi hoa sen á, thì anh chị thấy hoa sen về bản chất ngày mai nó kéo lên cái là cái tre này nó vẫn giữ nha nói chung là vẫn được anh chị cứ chờ thêm nhưng mà tại sao con này em không chọn tại volume cao quá không chơi à hòa phát hòa phát bữa thì mình mua ngay quanh quanh cái nền này, này nè đúng không những cái những cái cây mà FOMO lên như thế này là cái cây mà mình đã có chia sẻ với anh chị là gì nếu cái cây này nổ lên anh chị phải chờ quá trình cân bằng lại đúng không nói chung mà mình mua dưới rồi cũng không quan tâm cái chuyện ở trên mình chỉ chờ những cái điểm vừa còn bây giờ nó rủ về đây thì nó cũng quanh quanh những cái vùng giải vốn của mình mà ngày mai xác suất nó bật lên thì lại cao tại vì nguyên cái vùng này đều là hỗ trợ của nó hết anh à, chị ha nó bật lên đây thì nó lại nằm quanh đây nó cũng vậy đúng không cái điểm con này nó quan trọng á, tại vì sao em thấy là gì nếu mình nó rung lắc á, nếu nó gãy nó đã gãy rồi nhưng mà nó neo được rất là tốt từ những cái lúc này nó đã neo được rồi nè từ những cái lúc phía trước này nó đã neo được mạnh hơn so với là hai con kia tại cái tính đầu cơ của nó thấp và nó là dòng cơ bản tốt Thành ra khi nó kéo ngược lên á, thì bản chất nó vẫn nằm ở đây thôi Nhưng mà cái điểm quan trọng nhất đó, khi nó vượt được cái mức giá này sẽ là cái vùng trọng yếu của nó Anh chị lưu ý ha Rồi Hòa phát Tới gì? Mấy con xây dựng đi Nè C bắt đầu có dấu hiệu hai đỉnh nè khối lượng to thôi Cái này anh chị chặn lại đi nha Anh chị có có lại anh chị bỏ túi đi CTD nè Những con như này là nô đi mình trên cao như thế này là bắt đầu rồi đó Nói chung là bỏ dần bỏ dần đi Bán bán túc tắc túc tắc túc tắc Anh chị ha không bán đỉnh được đâu nè đất thì chưa đâu đích chắc còn một hai cây nữa mới có đặc phương là gãy trước luôn rồi nè nè đất xanh yếu này cái cây này đó là ấp hết rồi này đúng không em đã nói từ cái phiên đó rồi thì những phiên sau này anh chị hồi lên chị canh bán đi nha gãy là nó nè vẽ gãy luôn này. nè nè không những con này bán đi anh chị bắt đầu đầu cơ bắt đầu mấy con đầu cơ này đặc biệt rồi nói chung là ra nhanh rút nhanh đánh nhanh rút gọn vô cái ăn bay ra liền À, đừng đừng có ham chốt đỉnh những con này tại mấy con này chốt đỉnh nó đổ đèo ghê lắm, nó đổ toàn trực sàn mà sơ hở cái bán chân cái là là hơn nhau cây sàn liền đúng không mấy con này nó bản, bản tính nó như vậy chứ không phải là mình nói gì đúng không ạ à? Bvh cũng được tích lũy tốt nói chung là chưa vô thời của nó chờ thôi con này tương lai kiểu gì nó cũng có con sống mà, nhưng mà chưa có ha cứ chờ em cứ lưu vào đó ngày nào cũng nhìn nhưng mà nó chưa có cảng biển còn gặp đỉnh ở đây thì chưa con này nha tích lũy nhưng mà thanh khoản thấp quá anh nha mấy con bây giờ thanh khoản rất là bé khó đánh lắm thành ra bây giờ cái cái dòng tiền nó không có được nhiều đâu anh chị ý là cái sự phân bổ của nó không có nhiều đâu nó tập trung mấy con lớn hết rồi mấy con nhỏ thanh khoản rất là bé đánh rất là khó ha à, mua vô thì cảm giác rất dễ nha bán ra cảm giác rất mệt đúng không TNG TNG mà nó vòng xuống lại đây thì thôi nó bản chất nó vẫn là gì sai quay nó chưa bước qua được cái này nó chưa nó không thủng cái này là một điều tốt nhưng mà nó không bứt qua cái này thì bản chất nó nằm trong đây thôi nằm trong đây thì không nên chơi chờ thêm từ từ nó bứt hẳn hẳn chơi nó sẽ nhanh hơn và nó gọn hơn với anh chị nha anh chị mua mấy con mấy bé bé nè anh chị cảm giác như anh chị mua vô rất dễ nha Đi dễ mà khó về nè Nó kê nè Ôi trời ơi Nó kê có một lần Ở dưới nó kê có 10 ngàn nè à. Ở trên nó kê 20 ngàn Bán khó cực kỳ luôn á Đúng không? Mà anh tài chính đi 37 ngàn Mà 2 ngàn cổ phiếu hay 10 ngàn cổ phiếu Nó có bao nhiêu tiền đâu Đúng không? Nó không bao nhiêu tiền hết Mua vô là cảm giác như Mỗi người mà góp vô 2 ngàn thôi Là tới lúc mà bán là bán không được luôn Bán vô là đè lên nhau bán luôn á đó ra thị trường thì em đánh giá là gì nếu mà chị nhìn về chỉ số trong phiên ngày hôm nay à, đạp xuống giảm nhìn cũng rất là ghê đúng không nhưng về cơ bản thì nó vẫn đang hấp thụ cái vùng gáp đó anh chị ha chứ em đánh giá thì chỉ số thì mình chỉ nhìn ở một mức tương đối nào đó thôi chứ không thể nào khách quan một trăm phần trăm được và quan trọng là mình phải focus vào những cái nhóm ngành cổ phiếu anh chị thấy hôm nay đa phần cái lực bán nó sẽ đến từ dòng thép nó đến từ dòng mà đầu tư công được không đó nhưng mà hai con neo cao mới là đáng sợ của những con cân nền thì vẫn ok rồi những con tích lũy thì hôm nay có vẻ như nằm im với dòng ngân hàng anh chị thấy đại đa phần là nằm im thì có những con như là con liên vi là nó tăng trước thì nó chỉnh con vb nó tăng rồi nhưng nó cũng không chỉnh đó nói chung là nó nó phân hóa hết rồi dòng chứng khoán cũng vậy có những con á, nó mở gáp lên xong mà nó quay về lắp gáp có những con á, thì nó giữ tham chiếu thôi có những con như vci nó tăng cái giai đoạn trước rất là mạnh nhưng mà qua đoạn sau này thì cuối cùng nó chả tăng nữa nó lại bị bán đỏ xuống đúng không thành ra cái sự phân hóa nó rất là cao nhưng mà về xu thế thì em vẫn đánh giá là gì thị trường á Đối với dòng chứng khoán em nghĩ nó sẽ còn một nhịp nữa ha Tại vì hôm nay bản chất nó mở gáp nó đạp như vậy nó vẫn giữ trên tăng mà nó đâu có bị gãy đâu Và volume dòng chứng khoán nó cũng không có lớn Thì nói chung mình nó tạo tâm lý mua bán liên tục đấy Nhưng mà em nghĩ nó sẽ còn một nhịp nhưng mà cái nhịp này để bán nha Tính ra từ cái cây sách A đầu tiên là em có view rồi Đó thì em kỳ vọng như vậy để mình có được một cái điểm bán tốt nhất thôi và sau khi nó tạo ra một cái biên uh, quá mua xong rồi hết rồi á bắt đầu kiểu gì nó cũng có thì tới cái phần đó mình mới nhìn qua cái chu kỳ sau à, mà mình phô kết nhiều hơn và những con mà đang neo giữ trên thị trường và mang tính chất tích lũy thì bản chất á anh chị thấy cái đạn mà cuối tuần trước á là bắt đầu nó rộ ra những cái điểm như là những cái tụi đá đầu tư công rồi đó đúng không đó, nó nó nổ lên rồi rất là nhiều đó dính đấy không ăn xanh ra nổ là đi ngay đó chưa cái cộng về nó đủ cho mà nhiều khi nó đủ ba cây nó hồi lại anh chị ha nhiều khi ngày mai á là nó nó giật thêm một cây nữa mà buổi chiều em nghĩ đầu tư công xanh luôn á à, tại vì em thấy nó giảm ba cây rồi là có thể là ngày mai á, sáng nó giảm thêm một tí xíu nữa mà nếu mà lực cung nó ok á là có thể chiều nó xanh đấy nó xanh lại đấy nhưng mà đánh những con như vậy nó rất là lỏng lẻo anh chị anh chị ha anh chị chờ thêm Dạ rồi, xin cảm ơn anh chị rất là nhiều ha. Anh thời gian tối nay xem video của em nếu anh chị thấy hay. Cho em một like, một đăng ký kênh để không bỏ lỡ những cái thông báo mới nhất khi em ra video anh chị ha. Dạ rồi. À, hiện tại thì thị trường nó vẫn đang xoay quay rồi và nó phân hóa rất là nhiều. Anh chị cứ tập trung vào cổ phiếu nhiều hơn anh chị ha. Dạ rồi, xin cảm ơn. Với lại đừng có giao dịch nhiều trong những giai đoạn mà vừa nay mình nó hở gáp liên tục á. Anh chị mình phải hạn chế cái tốc độ dịch của mình lại. Tại vì nó rất là lỏng. Nếu mà mua thì mình phải mua những con siết chặt. Mình phải lựa con siết chặt mình mua và siết chặt nó với nhiều yếu tố mà em là phân yếu tố đầu tiên nhất đó, em lập về độ lớn của cổ phiếu những dòng to trước dòng chính trước thanh khoản tốt trước form tích lũy ok trước không phải là hàng bao cung đặc biệt nhất là trong viên 30 có mấy con bao cung đấy lọc ra lọc ra xong rồi bắt đầu mới lọc tiếp dòng tiền chạy ở đâu chạy ở đâu chạy ở đâu chạy ở đâu đó khi nào mà thị trường nó mạnh thực sự và đi vào trên lớn thì mình mới đánh những con ở ngoài Chứ còn mấy con ở ngoài mà tỷ lệ mua thì tranh nhau mà bán thì giảm đạp nhau như vậy thì rất là khó nha. Dạ rồi xin cảm ơn chị rất là nhiều dành thời gian tối nay xem video của em để chị thay cho em một là và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những cái thông báo mới nhất khi em ra video anh chị ha. Dạ rồi xin cảm ơn anh chị mình rất là nhiều.